ta sẽ cùng xem lại. Lại là một quả đá phạt cố định, và Tuấn Hải là người đã có một cú đánh đầu rất hay. Sau quả tạt của Văn Quyết, nó trở thành một đường truyền xé toang khu vực phòng ngự bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa ở phía trước của thủ thành Hoài Anh. Tiếp tục sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta đang bước vào quãng 10 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Hà Nội FC vẫn đang để cho đối phương dẫn trước ngay trên sân nhà. Đánh đầu, nguy hiểm. Tuấn Hải đã đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng. Đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa sau khi họ khai thác tốt một tình huống cố định. Như vậy là Tuấn Hải đã vượt lên dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải 2023-2024 tại V-League 1. Anh đã có được 8 pha lập công. Mọi thứ đều rất bài bản. Thành Nhân đã không thể theo được Tuấn Hải. Còn quả đá phạt góc của Hải Long là rất tốt. Nó gợi nhớ cho chúng ta tới bàn thắng mà Tuấn Hải đã từng ghi vào lưới của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trên sân vận động Thiên Trường. Nhưng lần này không phải là một tình huống móc bóng mà là một cú đánh đầu lái bóng về góc xa giúp cho câu lạc bộ Hà Nội gỡ hòa. Những phương án tấn công nó chưa đem lại hiệu quả, nhưng từ tình huống cố định thì Tuấn Hải đã lập công và các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã tận dụng tất cơ hội của mình. Và như vậy là Thép Xanh Nam Định vẫn tiếp tục duy trì được vị trí đầu bảng của mình với 43 điểm sau 22 trận đấu nguy hiểm. Goal! 2-1, 2-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Nam đã có được bàn thắng cho mình tại V-League 1 2023-2024. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Khánh Hòa trong tình huống vừa rồi đã đứng sững cả lại. Và để cho các cầu thủ áo tím có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Những khó khăn đang ngày một lớn hơn với huấn luyện viên Trọng Bình. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Lại là một quả đá phạt cố định, và Tuấn Hải là người đã có một cú đánh đầu rất hay. Sau quả tạt của Văn Quyết, nó trở thành một đường truyền xé toang khu vực phòng ngự bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa ở phía trước của thủ thành Hoài Anh, và quá dễ để cho Văn Nam ghi bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Nam có được bàn thắng đầu tiên tại V-League 1 2023-2024. Tuấn Hải một lần nữa cho thấy được khả năng lợi hại của mình với những tình huống xâm nhập vào cột gần và có những cú dứt điểm hoặc mang lại cơ hội cho đồng đội.